bảy cái cầu là mày cho em nha. Rồi lấy cái chài này là đập luôn nè. Đập đi, đập đi. Bấm bếp chan lửa nhỏ cho nó vàng hả? Giờ mình làm lại. Gan cho nó các bạn nhớ là khi bỏ đường vô thì tắt bếp nha, chứ bỏ đường vô mà không tắt bếp nó chảy đường hết thì bị khét.
mà cũng ngon nhỉ. Đây nó từ đầu mà nó đưa mà cắn một miếng mày một cái là chết. Cho mình ăn một miếng nha. Rồi mình sẽ ăn nè. Nó ngon nha. Nóng lắm đó. Đây muỗng đó, cái muỗng nhỏ đó chứ. Kẹo của bông kim. Kẹo của bông kim mà. Xuống. Xuống. Hai thằng này ngồi xuống đây, bưng xuống. Nóng. Rồi, thằng này sao? Nóng. Rồi bưng xuống. Từ. À, không có cho bông bông ăn đâu nghe. Xạo. Mày tự chế ha. Thành viên Nguyễn cũng làm nó phải. Đòi gào lên cho nó hết ngựa hiếp. Nó dính vào. Ngon không? Ừ. Mình là chị em. Bọn con biết ăn mì không? Mới đây cái đồ bám nhiều cây. Bọn con biết ăn mì không? Cho bọn con một miếng đây. Mình muốn ăn rồi các bạn. Rồi mình sẽ ăn các bạn. Ngon không các bạn? Quá nóng rồi. Nóng đó các bạn. Nóng đó bạn ơi. Ăn từ từ các bạn ơi. Chị mua mì gì đó đi về để dành làm á. Chịu view luôn. Rồi chứ này chịu view à. Cho bạn uống nước các bạn. Bưng ca nước lại các bạn ơi. Uống nước nha. Được, ngon thiệt mà. Bông bông ăn ơi. Kêu thay ăn à.